Anh em nhìn bên trong phân tần của nó này, tụ này, made in France và made in France, tất cả đều là tụ của Pháp hết anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy nhá, chất lượng chưa, tụ toàn tụ của Pháp hết. Xin mến chào tất cả các anh em. Thì hôm nay em tiếp tục giới thiệu tới anh em những mẫu loa giá bình dân mà chất âm thì cực kỳ là hay, và so với tầm tiền tầm giá của những đôi loa này thì nó không hề kém cạnh những đôi loa khác đâu anh em nhé. Những đôi loa này là những đôi loa chính hãng của Lợi Ích Acoustic. Như anh em có thể nhìn thấy, đây là hình thức bên ngoài, đó là mặt đằng trước và bên trái sẽ là cái mặt đằng sau của những đôi loa. Thì nhìn mặt đằng trước thì anh em có thể nhìn thấy những góc cạnh của nó đều được bo tròn rất đẹp đúng không ạ, và ê căng anh em có thể nhìn thấy đây, một lớp ê căng đấy. Lợi Ích V12 anh em nhé. Thì với những đôi loa này thì cũng cho anh em xem thông số của nó luôn. V12 trở kháng 8 ohm, công suất 400W và độ nhạy nó là 101 dB. Với những đôi loa bass 30 để nhìn được cái độ nhạy 101 dB thì rất là hiếm và rất là khó anh em nhé. Những đôi loa bass 30, bass từ thường và check cũng là từ thường, thì độ nhạy của nó sẽ dao động từ tầm khoảng 95 đến 98 dB. Nhưng những đôi loa này với 101 dB thì anh em biết được cái độ nhạy của nó như thế nào. Và với độ nhạy này thì anh em có thể lựa chọn những cục đẩy cũng rất là vừa công suất thôi là nó có thể chơi được rồi. V12 101 dB và công suất 400W. Với những đôi loa 30 thì thường nó sẽ công suất đó là 300 đến 350W, nhưng con này đến 400W rất là mạnh mẽ anh em nhé. Và những đôi loa này nó có thể thiết kế, anh em là nhìn cái thiết kế thùng này. Trên này nó sẽ là hai cái ốc để anh em có thể bắt giá treo loa, treo tường bắn ti. Và bên cạnh cùng cho anh em xem, bên cạnh nó cũng có hai cái ốc này, anh em có thể tháo và có thể để bắn lên ti trên tầng anh em nhé. Và những đôi loa này anh em có thể sử dụng làm monitor đều ok. Và em sẽ dựng thử cho anh em. Đây. Ví dụ những đôi loa này anh em có thể nhìn thấy, có thể dựng làm monitor rất ok. Đấy. Anh em có thể nhìn thấy một lớp sơn sơn cát. Một lớp sơn sơn cát rất đẹp anh em nhé. Tất cả đều hàng nhập và đẹp mịn màng đến từng góc cạnh của ê căng một. Anh em có thể nhìn thấy đây. Ê căng. Và nó cũng có một cái tay sách bên cạnh anh em nhé. Một cái tay sách bên cạnh này để cho anh em có thể mang. Đấy, có thể đặt nằm thẳng đứng được và có thể đặt nghiêng này được để anh em làm monitor. Và con này thì anh em cũng có thể nhìn thấy nó sẽ có bốn cái chân cao su ở dưới để anh em kê. Và đương nhiên rồi, đều có cọc loa ở giữa để anh em sử dụng cho những đôi chân loa. Và đây anh em có thể nhìn thấy đôi loa của nó đây. Và bên em sẽ tháo thử một chiếc để anh em xem cái nội thất bên trong những đôi loa này nó như thế nào. Bass 30 anh em nhé. Nhưng những chất âm của nó thì rất là tuyệt vời. Và tháo xong thì em sẽ đánh thử cho anh em cùng nghe cái chất âm của những đôi loa này. Lợi Ích V12, giá của những cặp này đó là 8 triệu đồng một cặp anh em nhé, chưa gồm phí vận chuyển, phí ship. Anh em cùng đợi, bên em sẽ mở cho anh em xem cái nội thất bên trong này. Và cùng mở cái ê căng ra anh em nhé. Cái ê căng, và sẽ cho anh em xem cái củ bát, củ check của nó như thế nào. Như bên ngoài thì anh em có thể nhìn thấy một cái họng kèn. Một họng kèn anh em nhé. Đây, em sẽ quay thẳng ra để cho anh em nhìn thấy cái họng kèn này của nó. Đây, họng kèn rất là đẹp anh em nhé. Anh em có thể nhìn thấy, rất là bóng, rất là mịn, rất là đẹp đúng không ạ. Đây. Và đây sẽ là củ bát. Củ bát này thì có chống nước anh em nhé, có chống nước, có sơn một lớp dầu đây, dầu này chống nước cho tất cả anh em, gân vải hai lớp, gân vải hai lớp. Và điều đặc biệt ở những đôi loa này nó sẽ là lỗ thông hơi ở dưới và ở mặt đằng trước. Với những lỗ thông hơi mặt đằng trước này thì nó sẽ cho ra cái tiếng bát sẽ đập vào tai nghe của chúng ta rất là hay. Tất cả sử dụng ốc là ốc chôn gen hết anh em nhé, ốc chôn gen. Đây là nón loa này, anh em thấy nhìn thấy cái này là chống nước luôn anh em nhé, sơn sần cát và có củ bát chống nước cho tôi tất cả anh em. Các viền cao su anh em thấy nhìn thấy, các viền cao su anh em thấy nhìn thấy chưa, củ check này nhìn rất đẹp luôn anh em nhé. Và em sẽ tháo tiếp những cái ốc này ra để cho anh em nhìn thấy nội thất bên trong cụ thể để anh em cùng biết được. Và em đã tháo cho anh em xem cái củ bát và củ check.
Thì ở đây như anh em có thể nhìn thấy, củ check của nó sẽ sử dụng đó là check 450 anh em nhé. Check 450 và phọng phễu kèn đây. Check 450. Đấy. Và củ bát. Củ bát này thì nó sẽ sử dụng đó là từ 170 và coil 63 anh em nhé. Từ 170 coil 63. Lấy acoustic made in PRC 350W và trở kháng 8 ohm anh em nhé. Đấy. Cho anh em có thể nhìn thấy đây. Tất cả ở dưới các cái này đều được dán các cái lớp dính để chống sốc anh em nhé. Đấy, lớp xốp để chống sốc này. Đây, các cầu chạm loa này. Các cầu chạm loa. Và anh em có thể nhìn thấy đây, đây là các xương của nó này. Và cùng cho anh em xem cái coi nhện này của nó. Đây. Coi nhện anh em nhé. Anh em thì nhìn thấy những lớp keo rất là đẹp đúng không? Rất là chuẩn chỉ, là chính hãng thì giá của nó cũng rất là bình dân mà chất lượng của nó thì cực kỳ cao. Và cùng cho anh em nhìn cái bên trong của nó. Sử dụng đây là bông tơm anh em nhé, bông tơm màu đen. Và đây sẽ là cái để lỗ thông hơi này. Và phân tần thì anh em có thể nhìn thấy đây là một cái phân tần của nó. Đấy, ok cho anh em. Đấy, phân tần. Bắt đều các dây xoắn và dây rất to luôn anh em nhé. Các dây dẫn này của nó rất là to. Đấy, anh em có thể nhìn thấy đây. Đấy, thùng này, thùng vách anh em có thể nhìn thấy. Tất cả đều được đóng ghim hết anh em nhé. Như một số hàng rẻ tiền ấy, thì nó làm rất là sơ sài. Những cái lớp mà bông tơm này nó chỉ đặt vào là được. Nhưng đây nó được ghim đầy đủ hết anh em nhé. Ghim đầy đủ bốn góc. Đấy. Và cùng cho anh em nhìn cái họng kèn này. Họng kèn này thì nó đều là một cái để cái đỡ cái củ check anh em nhé. Nhiều lúc vận chuyển ấy, thì cái củ check này, nó check 450 nó rất nặng. Nên nó sẽ được đỡ những cái củ check này. Anh em thể nhìn thấy những cái lớp này thì nó sẽ đặt thẳng trực tiếp vào trong những cái lỗ này. Đây, cùng cho anh em xem. Đây, cùng cho anh em xem. Nó sẽ đặt rất khít vào đây. Và nó đỡ cái củ check này. Khi vận chuyển thì nó sẽ rất là tốt cho tất cả anh em. Nó không bị văng, nó không bị gây ra hiện tượng đó là gãy kèn anh em nhé. Không gây ra hiện tượng gãy kèn. Thì như đây anh em có thể nhìn thấy. Đấy, hàng chính hãng làm rất tỉ mỉ tới tất cả anh em. Và em sẽ đóng lại để test thử một đoạn nhạc để cho anh em cùng nghe cái chất âm của những đôi loa này. Giá 8 triệu từ 170 coi 63 anh em nhé. Họng check kèn 450. Đây là các cái cọc chân loa này. Đấy. Và anh em cùng đợi, bên em sẽ đóng vào và sẽ test thử cho tới anh em tất cả đều nghe. Anh em cùng đeo tai nghe anh em nhá. Đang đánh trực tiếp có một cặp thôi. Và sử dụng ở đây em sử dụng cục đẩy LX 1102 đi. Cục đẩy này chỉ đánh thông trực tiếp anh em nhé. Nhạc vào đẩy và đẩy phát ra loa luôn. Không qua thiết bị nào khác nữa. Trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để thông báo mới nhất về các video bên em. Những đôi loa này giá rất tốt tới tất cả anh em. Giá chỉ 8 triệu đồng. Đôi loa giá rất bình dân mà chất âm thì cực kỳ hay. Những video tiếp theo thì bên em sẽ test đầy đủ các thể loại nhạc và hát KK trên những cặp loa này để anh em cùng nghe và cùng tham khảo anh em nhé. Chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các video clip lần sau ạ.